Thưa quý vị, lễ hội Dỗ Bà Phi Yến, Thứ Phi của Chúa Nguyễn Ánh từ lâu đã trở thành lễ hội lớn, mang giá trị văn hóa tiêu biểu của người dân Côn Đảo. Năm 2020 là năm tổ chức lễ dỗ lần thứ 235 của bà. Bên cạnh các hoạt động của lễ hội, huyện Côn Đảo đã tổ chức lễ rước bài vị Hoàng tử Hội An. Lễ rước được đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Côn Đảo tổ chức trang trọng, thành kính nhưng không kém phần vui tươi rộn rã của một lễ hội lớn. Qua đó đã thu hút hàng ngàn người dân địa phương và du khách tham dự. Theo truyền thuyết, Hoàng tử Hội An, còn gọi là Hoàng tử Cải, là con trai duy nhất của bà Thứ Phi, Hoàng Phi Yến và chúa Nguyễn Ánh. Vào năm 1783, chúa Nguyễn Ánh bị nghĩa quân Tây Sơn truy đuổi và phải vượt biển ra Côn Đảo lánh nạn, đem theo gia đình và các thuộc hạ thân tín. Tại đây, Nguyễn Ánh có ý định cho người liên hệ với Pháp để cầu viện đánh lại nghĩa quân Tây Sơn. Vì ngăn cản chồng cầu viện Pháp mà bà Phi Yến đã bị giam cầm vào một hòn đảo hoang. Khi đoàn thuyền của chúa Nguyễn Ánh nhổ neo chạy sang Pháp, không thấy mẹ, hoàng tử Hội An đã khóc lóc thảm thiết. Trong lúc tức giận, Nguyễn Ánh đã cho người ném con mình xuống biển. Xác của hoàng tử đã trôi vào làng Cỏ Ống, được dân làng đắp mộ, lập miếu thờ. Hàng năm vào ngày giỗ bà Phi Yến, nhân dân địa phương đều tổ chức các nghi thức thờ cúng, tế lễ tại An Sơn Miếu và tại miếu cậu, miếu bà ở Cỏ Ống. Năm 2020 là năm thứ hai huyện Côn Đảo tổ chức nghi lễ rước bài vị hoàng tử Hội An, xuất phát từ An Sơn Miếu đến miếu cậu Cỏ Ống và ngược lại. Đây là một nghi thức dân gian truyền thống đặc sắc được người dân và du khách mong chờ. Tham gia lễ rước bài vị hoàng tử Hội An có 76 người, tất cả đều mặc trang phục theo đúng nghi lễ dân gian truyền thống của người Việt. Đúng 15 giờ ngày 1 tháng 12, tức ngày 17 tháng 10 âm lịch, tại An Sơn Miếu, ban chủ lễ tiến vào điện bà Phi Yến thắp hương xin phép bà sang Cỏ Ống rước bài vị hoàng tử Hội An về An Sơn Miếu. Sau đó, mọi người di chuyển bằng xe điện đến miếu cậu, chứ khoảng cách khoảng 12 km. Tại miếu cậu, chủ lễ thắp hương khấn nguyện xin phép rước bài vị hoàng tử về An Sơn Miếu dự lễ dỗ bà. Suốt dọc đường đi, chiên trống được đánh liên hồi, tạo khí thế long trọng sôi nổi khắp Côn Đảo. Khi về đến An Sơn Miếu, ban chủ lễ bưng bài vị hoàng tử Hội An vào điện thờ, thắp nhang, khấn báo bà và thành tâm cầu nguyện bà phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà bình an. Sang rước cầu về để là cho ngày mai dỗ mẹ, thì đây là một cái là tâm linh, cũng là một cái mà lễ hội văn hóa của Việt Nam nói chung cũng như Côn Đảo nói riêng, để cổ vũ cho tinh thần và cũng như là giới thiệu cho du khách khắp cả nước biết được cái nền văn hóa của mình ở tại Côn Đảo. Thì năm nay là năm rước cậu để về dỗ bà, thì nói chung trong lòng tôi thì rất là phấn khởi, hồ hởi, rất là vui, tại vì là một cái lễ dỗ thật là linh thiêng. Mình đến đây là mình đã chứng kiến được rất là nhiều buổi lễ như này, mình cảm thấy đây là đúng là và rất là đặc sắc, và là cảm thấy rất là may mắn khi được chứng kiến một cái lễ hội mà đông đủ được toàn mọi người, toàn dân trên đảo và cả các du khách đến, thì mình cũng rất là vui. Lễ dỗ bà Thứ Phi Hoàng Phi Yến, trong đó có lễ rước bà vị hoàng tử Hội An, mang những giá trị văn hóa đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân Côn Đảo. Đây là niềm tự hào của địa phương, cũng là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy những hoạt động văn hóa gắn với di tích, để những giá trị văn hóa của di tích An Sơn Miếu cũng như những truyền thống tốt đẹp của dân gian được lưu truyền mãi cho muôn đời sau.